gặp cỡ thần bò kỳ lân trong truyền thuyết diamond là tên của một chú bò lạ sinh ra ở brazil không giống với những chú bò thông thường diamond bẩm sinh đã có một sừng to mọc ở đỉnh đầu các nhà khoa học địa phương cho rằng đây là một trong những trường hợp đột biến hi hữu ở bò chính chiếc sừng to mọc giữa đỉnh đầu này đã giúp diamond nhận được nhiều sự chú ý đặc biệt một số cư dân mạng còn ví von gọi chú là thần bò kỳ lân vì chiếc sừng mọc giữa đỉnh đầu giống với hình ảnh của kỳ lân diamond không phải là chú bò một sừng duy nhất trên thế giới Năm 1930, tiến sĩ W.F. thuộc Đại học Menis, Mỹ đã gây nên bất ngờ cho giới truyền thông khi lai tạo và cấy ghép thành công chú bò một sừng. Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi không mấy tích cực từ các đồng nghiệp khác. Họ cho rằng nghiên cứu của ông đi ngược với quy luật tự nhiên và chú bò được tiến sĩ này lai tạo cũng có những biến chuyển tâm lý thất thường gây nguy hiểm. Chưa có một thông tin chính thức nào về tuổi tác, sức khỏe cũng như tình trạng dị biến về sinh học khiến Diamond có được chiếc sừng to độc đáo như thế. Thế nhưng, với những hình ảnh được lan truyền khắp các trang mạng xã hội, cũng đủ thấy chú bò này hiện khỏe mạnh và rất được người chủ yêu quý. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.